Có bạn hỏi mình cắt da bên nước ngoài như thế nào? Thật ra thì cắt da đơn giản và dễ hơn ở Việt Nam nhiều Lý do cắt không được chảy máu, cắt không được đỏ tay, không được chảy xước Nên không thể nào cắt da trong da ngoài, cắt khóe các kiểu nhưng là có những bạn máu loãng thì chảy máu xong là không cầm máu được luôn Nên đó là lý do vì sao không cắt kỹ Bên này rất thích kiện và đòi tiền lại Mình làm lạng quạng bị kiện hay khách đau tay hay chảy máu là bị trả lại tiền cho khách nha Cắt sao cho nó tròn khóe Chỗ nào dư thì cắt tỉa tỉa sơ sơ là được Sau khi cắt xong thì đeo bao cái tay vào massage Khi mà massage thì mỗi bên là 5 phút quan trọng á, là cắt cho tròn khóe thì tại vì cái, lúc cắt mình đã đi máy một đường tròn rồi cho nên hả mình chỉ tỉ sơ sơ thôi nhưng đôi khi cũng có nhiều khách bắt cắt kỹ thì mình cắt nhưng mà mình hạn chế làm sao đừng để chảy máu nha thường á bên đây khách rất là thích massage thì thường mỗi bên là thường là 5 phút bên này á nếu làm tay chân nướng thì thường là vào mùa hè nha mùa hè làm tay chân rất là nhiều luôn sau khi mà mình massage xong thì mình xịt cồn nè Sau đó lấy kem ra khỏi móng tay Lý do xịt cồn là để cho cái kem nó ra khỏi cái tay để một lát mình sơn Dũa lại sơn thường Sau đó sơn tốt thường Qua đây á, mình cũng hơi bị sốc vì vẫn còn xài sơn thường nhiều á mọi người Trước khi sơn á, thì mình phải lưu ý là làm sạch hết cái kem ở trên tay Nếu không á, thì sơn nó sẽ không có bám nha Nếu mình kỹ thì mình tỉa sơ lại thêm một chút xíu nữa là được đó, làm tay ở ở đây chỉ đơn giản như kiểu vậy thôi à, bạn nào cũng có thể làm được. Nếu như mà đi nước ngoài á thì bạn nên học đắp bột cho thật là giỏi, tay chân nước cũng chỉ là phụ thôi. Khi mà mình làm á mình massage kỹ một chút là khách thích Vậy là ok Quan trọng học bột nha mọi người Học bột, học treo cho Vi Để mà qua bên đây làm Chỉ vào là kiếm tiền thôi Chứ đừng có nghe là Đi qua bên nước ngoài với học Ở Việt Nam học không được gì đâu Cái câu đó là xưa rồi nha các bạn Bây giờ ở Việt Nam á Rất là nhiều giáo viên giỏi dạy Và làm được Quan trọng á là bạn phải thực tập nhiều